Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngắn này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn về cách mở khóa công thức trong Excel. Ở video trước, mình đã chia sẻ với bạn về cách khóa công thức. Thì khi khóa công thức, bạn sẽ không thể chỉnh sửa nội dung trong các ô chứa công thức của Excel, mà bạn chỉ có thể sửa nội dung trong các phần khác. Ví dụ ở đây, DỗBaoNamBlog.com. Mà trong các ô chứa công thức, bạn không thể chỉnh sửa công thức cũng như xem công thức của ô đó là gì. Vậy trong trường hợp bạn muốn sửa công thức này thì bạn cần phải mở khóa. Và các bước để mở khóa trong Excel bạn thực hiện như sau. Cách thứ nhất, trong tab Home, bạn click vào Format và chọn Unprotected Sheet. Khi đó, một cửa sổ Unprotected Sheet hiện ra và ở đây có phần password. Thì bạn cần phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt trước đó. Ví dụ trước đó mình đặt là một ký tự, bây giờ mình chỉ cần nhập ký tự đó vào đây và OK. Thì như vậy phần công thức này của mình bây giờ đã có thể sửa được. Và bạn cũng có thể nhìn thấy công thức trong phần Formula 3. Ngoài ra còn một cách khác để bạn có thể mở khóa công thức trong Excel, đó là bạn vào tab Review, sau đó click vào Protect Sheet. Khi đó, bạn cũng nhìn thấy một cửa sổ nhỏ hiện ra và bạn nhập mật khẩu để mở khóa công thức cho file Excel. Như vậy, ở video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Blog vừa chia sẻ với bạn về cách mở khóa công thức trong Excel. Nếu bạn có những câu hỏi cần được hỗ trợ, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Blog, bạn hãy click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và xem thêm những video hữu ích khác. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích khác trên kênh Đỗ Bảo Nam Blog trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bảo Nam Blog và truy cập vào website DỗBaoNamBlog.com. Tại website Đỗ Bảo Nam Blog có rất nhiều thông tin hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thủ thuật máy tính, Style Processor, v.v. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.